chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trang đây. Mình là Hậu Trôn ơi. Yes. Chúc bạn buổi tối thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ nha. Yeah. Thì các bạn ơi, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Bây giờ là cũng gần 12 giờ đêm rồi các bạn ạ. Bọn mình tiếp tục ăn khuya. Khá là muộn rồi các bạn ạ. Đây là 11 rưỡi rồi các bạn nhìn này. 11 rưỡi rồi. Đấy. Thì hôm nay bọn mình tiếp tục ăn khuya các bạn nhá. Thì là anh em mình hôm nay ngồi nghĩ là thèm cơm cuộn. Đúng là rồi, cơm cuộn Hàn Quốc. Anh em mình đã mua một suất mấy suất cơm cuộn đấy các bạn này. Làm video cho các bạn xem các bạn nhá. Không các bạn lại bảo là mình ra ít video, các bạn lại nhớ các bạn nhá. Thì các bạn xem video của mình thì hay nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh hộ mình nhá. Còn bây giờ thì mời tất cả các bạn thưởng thức của anh em mình nhá. Đấy, mời tất cả các bạn cùng thưởng thức anh em mình nhá. Xịn không? Đũa của Hàn Quốc luôn sao các bạn ạ? Đấy, có chữ Hàn Quốc các bạn nhỉ. À. Đấy. Anh ơi, cái này là cái tăm à? Anh không biết được. Anh làm rơi rồi. Ở đây có tăm trong này luôn các bạn nhá. Đấy. Rất hiện đại các bạn ạ. Wow, đũa này dính vào nhau này các bạn ạ. Đấy, phải tách ra. À, bên Hàn Quốc em thấy người ta ăn như này này. Không. Bóc ra người ta ăn này. Đấy, thì bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nhá. Đây các bạn nhìn cơm cuộn này, người ta cuộn các bạn thấy không? Khéo không? Các bạn thấy không? Mà cơm cuộn mua đây này, nó rất nhiều topping bên trong luôn. Đúng rồi. Đó, mời các bạn nhá. Một nước chấm này lần đầu tiên mình thấy luôn. Không biết nước chấm kiểu gì ấy, nó cứ sốt sốt đậm đậm này. Các bạn nhìn này. Đấy, không biết phải mayonnaise hay là cái gì ấy. Người ta sẽ trộn anh ạ. Đó, mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mình mua quán này là theo mọi người đánh giá là ngon, gọi là gần nhất Bắc Giang. Ngon thật. Tuyệt vời ấy nhỉ. Ừ. Wow. Ừ. Nó nhiều topping cho nên ăn nó không bị ngán các bạn. Chuẩn luôn. Có cả kim chi. Và kim chi cho cùng luôn các bạn nhá. Ngon thật. Mình ăn một miếng đấy. Chỗ này nếu mà tính ra là phải vào 5 suất ăn đấy các bạn. Mà 5 suất các bạn. Bọn mình cứ mua về nhá. Bọn mình ăn được bao nhiêu bọn ăn mình ăn các bạn nhá. Không ăn hết cả. Cái này mình đóng tủ. Nè. Hôm sau vẫn cứ ok. Nhưng mà ngon nhỉ, ngon thật sự ấy. Mới ăn kiểu này các bạn nhé. Ngon. Chấm cho một miếng kim chi lên. Đó các bạn nhé. Hôm nay bọn mình ăn đêm là nói thẳng là ăn cơm. Anh có anh Ngọc có nhận không? Nhưng hôm nay anh em mình ăn giờ này là cũng hơi nguy hiểm á. Sao? Hơi béo. Toàn cơm. Ngọt gì? Các bạn nhỉ? Này. Anh Hậu vừa bôi kem mụn không à? Ừ. Đã ngấm hết rồi kìa. Mình phải chịu khó sử dụng này. Mấy hôm nữa các bạn nhìn sự thay đổi các bạn nhá. Các bạn. Kim chi ngon thực sự luôn. Anh Hậu chịu khó dùng lắm các bạn ạ. Mình thấy cái bên chiên xù này ngon hơn các bạn. Không biết tại sao, bởi vì ăn nó giòn hơn. Đồng tiên nó thơm hơn. Nó có bột chiên xù, anh hiểu không? Đúng rồi. Nó chấm rất đậm đà luôn các bạn. Ngon. Mà rất lạ nhỉ. Ừ. Cái này là có bí quyết của nhà hàng đấy các bạn ạ. Tự nhiên bên ạ hết trước. Ngon. Đấy bạn này. Bên trên kia nó thơm hơn, nó vừa hơn. Còn cái bên không trên thì nó sẽ kiểu như là nó không tẩm bột thì các bạn, nó sẽ không vừa. Nên là bên này là các bạn ăn nó sẽ đậm chất trong biển hơn. Bên này các bạn nhé. Đúng rồi. Bên này sẽ đậm chất trong biển hơn. Nhiều bạn nào mà thích mình thấy nhiều bạn thích ăn cái loại không chiên hơn. Nó đúng vị. Nói chung là bên trong topping này có đỗ à? Trứng này, đỗ, nhưng mà rau. Hình như đây là cái chân cua hay sao? Ừ. Hải sản. Công nhận. Nó cũng đầu tư anh cái này cái gì nhỉ? Không biết. Rau gì ạ? Ừ.
Các bạn rất rất đi là thích nghe em nói chuyện tuổi thơ nhá. Mình mỗi lần mình trả lời bình luận video này là ít rằng các bạn toàn hỏi mình có một cái video, có một cái bình luận như này, mình thấy rất nhiều like. Bạn ấy bảo là chị Trang kể chuyện mà chị Trang đi chơi trung thu hồi bé đi. Anh ạ, hồi anh ngày xưa hồi bé anh có hay đi ra nhà văn hóa chơi trung thu không? Phải không? Nói đi chơi trung thu thì không có từ gì để diễn tả các bạn ạ. Trung thu nhá, nào là có bánh trung thu này, có bưởi này, có bánh đa này, bánh đa Bắc Giang các bạn ạ. Trung thu ở thôn được phát kẹo các trẻ con các bạn. Đúng không? Nói chung nhưng bây giờ không còn rồi. Bây giờ là kiểu trung thu bây giờ như này các bạn ạ. Trung thu bây giờ là chỉ có văn nghệ này. Nói chung là cũng có ăn uống nhưng mà mình cảm tưởng bây giờ nó không vui như ngày xưa. Đúng rồi. Ngày xưa các bạn ạ, mà ở quê ấy, mà như tầm tuổi như anh em mình mà để được một cái kẹo ăn thì nó quý lắm các bạn. Đấy, nên là ngày xưa nhá. Các bạn không biết là các bạn thích nha kể chuyện nhưng mà thôi Trang kể trước đi. Có nghĩa là trẻ con của ngày xưa nhá, chỉ cần một cái kẹo thôi các bạn ạ. Không cần biết kẹo gì đã trân trọng lắm rồi, nhưng trẻ con bây giờ anh để ý nhá. Tết ấy, trẻ con bây giờ đi vào nhà người ta chúc Tết nên phải chọn kẹo ngon mới ăn. Đúng rồi. Anh công nhận không? Cái đấy là một điều khác biệt. Nhưng mà ngày xưa nhé, em nhớ cực, mẹ em hôm đấy trung thu mẹ em mua cho em một cái đèn lồng, một đèn lồng giấy anh, ngày xưa mà có mấy nghìn một cái ấy. À anh biết còn gì? Đèn ông sao. Đèn ông sao mà nó bằng giấy với bằng khung gỗ ấy. Đúng rồi. Mẹ mình mua cho một cái, mẹ mình đưa mình ra nhà văn hóa thì ở đấy nhá, thì nhà trưởng thôn mua gọi là một thùng kẹo thập cẩm để đây này, xong bắt đầu có trò chơi các bạn ạ. Những bạn nào có đèn ấy thì đứng lên, sẽ đứng lên rước đèn, cứ đi được một vòng thì sẽ có người lại phát cho những bạn chúng mình ấy lại phát được ba cái kẹo, xong rồi đi thêm vòng nữa lại có người phát được ba cái kẹo, xong rồi giơ tay ra bạn nào lên hát để được phát kẹo. Hồi đấy kẹo nó có giá các bạn ạ, ai cũng giơ tay lên hát xong được gọi là 5 cái kẹo xuống, cứ mẹ ơi con được kẹo rồi, vui lắm các bạn ạ. Rồi, nói không biết bạn có nhớ ngày xưa là vui các bạn. Ngày xưa nhá, mình kể các bạn nghe, mình có buồn cười không nhá. Thế là ngày xưa ấy, nào bình thường là anh em mình sẽ lên chùa. Đấy, thường thường ngày xưa là nhà văn hóa kiểu như là chưa xây ấy. Thì anh em mình phát kẹo ở trên chùa, vậy là thôn mình phát kẹo trên chùa. Xếp, nói chung là nó là xếp đến 10 mấy hàng luôn các bạn ạ, 10 mấy hàng dài các bạn nhá. Sau đó là người ta sẽ múc kẹo, người ta phát từ đầu đến cuối luôn các bạn ạ. Đấy, người ta phát hàng này phát các bạn nhá, mình khôn lắm các bạn ạ. Mình toàn ngồi cuối hàng thôi. Người ta phát hàng này các bạn hiểu không? Xong là mình nhảy sang hàng kia. Ví dụ như là xong hàng này phát là mình lại nhảy sang hàng bên. Nhảy sang hàng bên, đấy, nên là mình rất chia nhiều kẹo luôn. Các bạn biết làm sao đi phát kẹo đấy mà được nhiều kẹo là về là thành tích cũng khoe bố mẹ các bạn. Là hôm nay mình được nhận nhiều kẹo. Nhận nhiều kẹo. Đấy. Xong bây giờ về bố mẹ bảo là cất đi để ăn dần, mỗi ngày bỏ ra mấy cái ăn. Đúng rồi. Ngày xưa có kẹo ăn không như bây giờ đâu, bây giờ nhá. Phải chọn kẹo ngon mới ăn, kẹo không ngon này e, kẹo này không ngon, kẹo này không ngon đâu. Ngày trước có kẹo là may lắm rồi. Ngày xưa toàn là kẹo bon bon nhé các bạn. Ừ. Nhưng mà kẹo ngon thật, ngày xưa không ăn ngon kẹo ngon nhỉ. Ngon. Ngày xưa mình thích ăn kẹo bon bon lắm. Kẹo Bích Quy, nói chung là ngày xưa mình cảm tưởng kẹo nó chất lượng hơn bây giờ các bạn. Đấy. Hay là ngày xưa kiểu như là thiếu thốn nên là mình ăn cảm giác nó ngon nên mình không biết, nhưng mà mình ngày xưa mình thấy đồ ăn ngon lắm. Bây giờ nhá. Em ăn lại những đồ ăn của ngày xưa em ăn ấy. Chỉ là kiểu như công ty nó sản xuất các vị một tí nhưng em vẫn thấy ngon hơn anh cậu. Em thấy ngon hơn. Nó đã ngon rồi, nó vẫn đậm chất ngon luôn. Nhớ các bạn ạ. Đúng rồi, thời trẻ. Bạn nào mà đã từng giống Trang, comment bên dưới cho Trang biết nhá. Thật là thích luôn. Tự nhiên cả thấy ngày xưa công nhận là mình cũng ma cô, gọi là câu là ở quê hậu gọi là lanh đậy, gọi là ma cô vậy nhá. Đấy. Được nhiều kẹo về nhá, về còn khoe nhá, khoe bố khoe mẹ. Sau đứa sạch cho bố mẹ giữ luôn các bạn. Sau đó là kẹo, số kẹo sẽ mỗi ngày bố mẹ cho 1-2 cái ăn thôi. Như kiểu giữ tiền đấy. Ừ. Ngày xưa nhá, thời trẻ con đấy mình mong đến ngày trung thu các bạn. Bởi vì là chỉ có những ngày đấy thì bọn mình mới được ăn kẹo xả láng các bạn nhá. Đúng không? Cái bình thường làm gì bố mẹ đi làm mấy đâu tiền mà mua kẹo các bạn.
đi làm còn không cả đủ tiền ăn. Đúng rồi, ngày xưa đi làm nó kiểu khó. Mẹ mình ngày xưa bé đi làm thuê người ta không nhận. Đấy. Bố mình thì vất vả lắm, toàn phải đi tận chui tận ở ngoài Bắc, nhưng mà toàn phải vào Nam làm việc thôi. Đấy, ở ngoài Bắc lại ít việc lắm. Đúng rồi, vất vả các bạn ạ. Kiểu như cứ ở làng có những người để đi là cứ theo đi cùng ấy. Đúng rồi. Là cùng làm xa. Đi cứ hàng mấy tháng mới về một lần. Thì vì kiếm miếng cơm mà các bạn. Thế là ngày xưa bé mình nhớ bố. Bởi vì bố hay làm xa các bạn. Ngày trước bố em có đi làm xa trong Nam được một năm. Nhưng mà mỗi lần bố đi xa về lại có quà thích các bạn. Đúng rồi. Chứ bình thường nếu mà ở nhà thì đâu ra quà. Chỉ có đi làm xa thì mới có lúc là thỉnh thoảng về mới có quà cho bà ấy, cho mình thôi. Đúng không? Chỉ cần một gói bánh trong Nam đưa ra là sướng lắm rồi. Đúng rồi. Nói chung là cái ngày xưa mình thấy cái gói kẹo rồi các bạn. Gói kẹo bonbon ngày xưa nó chỉ có 2.000 thôi các bạn. Đấy, nhưng mà nó quý cực kỳ luôn. Nhưng mà em thấy nếu mà nói như ngày xưa là em sướng hơn anh Hậu. Anh biết tại sao? Vâng. Em có bà nội tâm lý. Anh phải hiểu này. À. Em nhớ mãi không quên. Em tối nào cũng đi nhà bà ngồi chơi, anh hiểu không? Ừ. Tối nào đi nhà bà chơi. Bà kiểu như là ông nhà em thì rất kỳ là kỹ tính, còn bà nhà em rất thoáng. Bà mới bảo Tú lấy tiền, ông bảo làm gì đấy? Xem có bao nhiêu tiền, hôm nay bán hàng bán rượu được bao nhiêu tiền. Ngày trước bà mình bán rượu các bạn ạ, nấu rượu bán rượu. Bà mình mà xếp tiền xem được bao nhiêu tiền. Thế xong bà mình xếp xong bà mình mới rúi một đồng ở cặp quần này. Xong bà mình đi ra ngoài cửa, đi sang một góc sân vẫy tay mình. Ý bảo Trang ra đây, bà bảo hai bà cháu ra quán làm gói bánh bích quy các bạn ạ. Ừ. Cứ một tuần 4 buổi. Bà gói cho gói bích quy mà các bạn phải xuống chứ. Bà mua xong bà bảo gói kỹ vào nhá, đừng để ông biết. Ông lại mắng là suốt ngày ăn quà. Bà mình ngày xưa dễ cực kỳ luôn, mà ngày xưa mình là cháu út. Đúng rồi, mình là bố mình là cả, nhưng mình là cháu út. Cô chú mình vẫn bé nên mình được quý nhất, nhưng mà càng quý thì mình càng nghịch ngợm các bạn. À, nếu mà nói về nhà Trang mà bà nội, ông bà nội Trang giàu lắm. Ngày xưa cái thời đấy ông bà nội Trang giàu lắm. Bán hàng. Nhà Trang ngày xưa bố mẹ Trang cũng là thuộc dạng giàu ấy. Wow. Bảo là cái món này hết đầu tiên này coi. Nó để kim chi anh ăn dễ nè. Ăn cúng ấy, em ăn rẻ rồi. Hả? À, không. Ôi dồi. Trang bón là cái các bạn ăn ngon hẳn. Thấy không? Đừng ngon, ngon là tốn kim chi của em á. Anh em mình ăn dã man này. Ừ. Mình không biết là trung thu của các bạn ngày xưa có đi các bạn có đi nhận kẹo không các bạn. Đấy. Nhưng mà ngày xưa mình nhớ đấy mà đến cái năm mình học hết lớp 9 các bạn ạ, mình vẫn đi nhận kẹo. Các bạn thấy không? Lớp 9 mà vẫn đi nhận kẹo ấy của trẻ con ấy các bạn ạ, vẫn đi xếp hàng. Có bị quan chửi không? Chửi gì? Nói chung là nó kiểu như là các bạn phải hiểu như này nhá. Như ngày xưa nó khó khăn cực các bạn, nhà mình ngày xưa cũng nghèo các bạn nhá, nên là được ăn cái kẹo nó quý lắm. Đấy. Ừ. Với lại một điều các bạn biết tại sao mà anh Hậu đi xin kẹo mà người ta vẫn cho không? Mình bé ngày xưa, anh Hậu bé tí rồi. Ôi ngày xưa mình bé lắm nên là cái lớp 9 là mình nhìn vẫn như cái thằng lớp 6 ấy. Thế bây giờ mình 28 tuổi rồi nhưng mà có ai tin đâu. Em đã nói trên live lúc ấy các bạn vẫn cứ an ủi em. An ủi gì? Em bảo là mình với anh Hậu đi ra ngoài người ta còn hỏi chị em. Các bạn vẫn cứ an ủi. Cảm ơn các bạn đã an ủi mình. Nói chung là Trang kém mình 2 tuổi các bạn ạ. Nhưng mà thực sự ra là nếu mà nhìn ấy thì mình cũng thấy Trang già hơn mình. Các bạn nhá, già hơn một chút. Ui, sao mày lại cái tăm mày đẹp thế nhỉ? Ừ.
Anh Ngọc ơi, anh no chưa? Chưa, no gì. Em no lắm rồi. Đấy, các bạn nhìn cái tăm này hay không này? Thế nhưng nó có cả hoa văn ở trên này các bạn nhé. Đấy, các bạn ăn ấy, nếu mà các bạn cầm các bạn hiểu. Nói chung là quán này rất là chu đáo và tận tình nhé các bạn ạ. Nhưng mà mình không nói tên quán đâu, nói tên là các bạn này bảo là quảng cáo. Anh em mình quảng cáo. Nhưng mà thực ra bọn mình chả được cái gì mà quảng cáo các bạn ạ. Đúng rồi. Mua vẫn mất tiền mà chả giảm giá tí nào. Đây các bạn nhìn này, chuẩn bị cho cái tăm cầm rất hay nhá. Mình là đầu tiên mình thấy cái tăm kiểu này các bạn. Nên là cái tăm nhọn này thì nhà mình cũng là dùng rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà nó nhọn hai đầu thôi, nó không có một đầu hoa văn khác khác này đâu. Hay thật. Làm này kỳ công lắm các bạn nhỉ. Đấy, các bạn không biết các bạn nhìn rõ không, nhưng nó bé. Quay ra nào. Sao? Mấy cái mụn này phải đâm ra. Mọc mụn á? Ừ. Có nghĩa là anh Hậu đang dùng xe zoom, nó đẩy hết mụn ra ngoài các bạn. Mụn ấn đấy. Đang đẩy ra ngoài. Ừ, tuyệt vời đấy. Nhưng mà thôi, lo à? Lo rồi, thế đấy. Anh mà anh vẫn chưa lo à. Anh chắc trêu. Các bạn ơi, anh em mình lo lắm rồi các bạn nhá. Chắc là bọn mình sẽ dừng clip ở đây các bạn ạ. Cái chỗ này mình về sẽ đóng gói mai ăn tiếp. Ờ, hôm nay mấy thằng em mình nó Nguyên thì nghỉ ốm các bạn ạ. Còn thằng em Duy nó đi chơi với người yêu. Thế là không có ai ăn. Đúng rồi. Chắc là mình sẽ dừng video ở đây các bạn nhá. Các bạn yêu quý mình thì nhớ cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhá. Chúc bạn ngủ ngon. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc mà thời gian qua các bạn hỏi mình rất nhiều này. À, chị Trang ơi, chị dùng gì mà da chị trắng thế, sáng thế? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm mà mình tin dùng cách đây nửa năm, được từ nửa năm trước rồi các bạn nhá. Đó là bộ sản phẩm của nhà Daily Effect các bạn nhá. Bộ sản phẩm chăm sóc da, làm sạch da và trị mụn các bạn nha. Làm thành phần 100% từ thiên nhiên luôn. Thì mới đầu là mình không biết đâu, mình sang nhà anh Hưng anh Hậu, mình thấy anh Hưng anh Hậu dùng bộ sản phẩm này này. Thì mình cũng hỏi ấy, thì anh ấy chỉ chỗ mua cho mình và mình đã mua về và sử dụng các bạn nhá. Khi mình sử dụng thì mình rất chi là ngạc nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà da mình đã cải thiện các bạn nhá. Da mình nó không bị khô da này, mà da rất chi là mịn mà lúc nào nó cũng đủ nước các bạn ạ. Mà nó ít lên mụn nhá, mụn cá, mụn kiếc và mụn to nó cũng ít lên, mình ăn cay nhiều mà nó cũng ít lên nhá. Thì là mình thấy rất chi hiệu quả, đây là mình cũng có nhập một ít về bán các bạn nhá. Nếu mà các bạn muốn dùng bộ sản phẩm, muốn trải nghiệm bộ sản phẩm của như của mình đang trải nghiệm ấy, đang dùng ấy, thì các bạn hãy ebook trực tiếp cho Facebook của mình là Đào Thị Hồng Trang, hoặc Facebook của anh Hậu là Nguyễn Văn Hậu các bạn nhá. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo bằng số điện thoại mình để trên góc màn hình nhá. Mình sẽ tư vấn và giải đáp tất cả thắc mắc các bạn yêu cầu các bạn nhá. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 6 sản phẩm là gel rửa mặt này, tẩy da chết, nước hoa hồng, serum, trị thâm và trị mụn các bạn nhá. Bộ sản phẩm này chiết xuất 100% từ thiên nhiên, từ khổ qua rừng và rêu diếp cá, hoa cúc hoa cúc La Mã các bạn ạ. Nên dùng rất chi là hiệu quả các bạn nhá. Mà độ pH sữa rửa mặt này, độ pH của nó là 5.5, nên là không gây kích ứng da, dành cho tất cả những da nhạy cảm nữa các bạn nhá. Thì đấy, mình đã giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn hỏi đấy. Mà mình cũng chia sẻ thật là mình dùng cái gì để da mình được như thế này các bạn nhá. Đây, da mình có những cái lút như là lút thâm của nhọt nó mọc ở má mình như này. Mình bôi được 4 hôm rồi là mình đã thấy nó mờ rõ rệt rồi các bạn nhá. Thì đấy, mình cũng chỉ chia sẻ đơn giản nữa thôi. Thì các bạn mua hàng thì nhớ ebook cho mình nhá, mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Tại vì mình dùng rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thật như thế. Thì chúc các bạn có một làn da thật khỏe mạnh và đẹp các bạn nha. Bye bye.